Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với Dream Kids TV. Và anh đang có mặt ở tầng thượng của ngôi nhà của chú Hề Mũi Đỏ. Các em biết không, trong gia đình của chú Hề Mũi Đỏ có rất nhiều thành viên. Và đó có một bạn rất đặc biệt, đó chính là một bạn rùa Punky. Và anh sẽ ngay lập tức dẫn các em đi thăm bạn rùa nhé. Các em có thấy không, đây là nơi ở của rùa Punky. Punky là một giống rùa bán cạn và bạn ấy có thể hoàn toàn sống được ở trên cạn cũng như là sống được ở dưới nước một cách rất dễ dàng. Punky ăn rất nhiều loại động vật và thực vật, là một loài động vật ăn tạp, nhưng mà Punky không hề kén ăn. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đưa Punky đi tắm và chuẩn bị ăn các bạn nhé. Cho bạn ấy vào trong giỏ nào. Đây là bạn rùa Punky sau khi đã được đi tắm rửa sạch sẽ. Các em có thể nhìn thấy không? Những phần vân ở trên mai của bạn ấy rất rõ ràng. Nhìn khác hoàn toàn so với lúc đang ở trong chuồng đúng không nào? Giờ thì anh sẽ cho bạn ấy vào bàn ăn thôi. Thường anh hay cho rùa Punky vào trong bể để bạn ấy có thể thoải mái khi ăn. Các em có thể nhìn thấy ở trong bể có sẵn rất nhiều cá bảy màu, nhưng đây không phải là thức ăn của Punky đâu nhé. Chúng ta hãy chờ xem Punky sẽ ăn gì trong bữa trưa ngày hôm nay. Bữa trưa của Punky đã đến rồi đấy các em. Đó là một chiếc đùi gà và một phần cánh gà. Hãy cùng xem Punky ăn chúng như thế nào nhé. Xem chú ta đang giằng miếng mồi từ tay anh đây này các em. Trông thật dễ thương, giống như một chú cún con đang đòi ăn đúng không? Bạn rùa Punky đã được anh nuôi từ nhỏ, chính vì vậy bạn ấy đã quen với thành phần thức ăn, đó là thức ăn chín, và bạn ấy sẽ không ăn đồ ăn sống đâu các em ạ. Nên các em có thể hoàn toàn yên tâm về các bạn cá ở bên cạnh nhé. Ăn của Punky rất đa dạng và phong phú, bao gồm các loại thịt như là thịt gà, thịt lợn hay là thịt bò. Ngoài ra thì Punky còn rất thích ăn các loại rau, ví dụ như anh thường cho Punky ăn rau muống, rau cải bắp, rau xà lách hoặc là một số loại rau khác. Quả cũng là một thực phẩm mà Punky rất thích, đặc biệt bạn ấy thích ăn dưa hấu, quả chuối, táo, lê và các loại quả có vị ngọt.
Như các em có thể thấy ở đây, sau khi mà cắn một vài miếng lớn thì Punky bắt đầu phải ngẩng đầu lên để bắt đầu hít thở. Anh biết là có một số bạn đã nhầm tưởng rằng rùa có thể thở được dưới nước, nhưng mà thực ra không phải. Rùa vẫn là một loài bò sát, chính vì vậy mà rùa có thể nhịn thở dưới nước rất lâu, tuy nhiên nó vẫn phải ngoi đầu lên và hít thở như thường. Nhìn cậu ấy phàm ăn chưa kìa. Cặp hàm của rùa thì rất khỏe, chính vì vậy mà khi chơi với rùa các em cũng phải cẩn thận nhé. Nếu như bị rùa cắn vào tay thì rất khó để bạn rùa nhả ra đấy các em ạ. Anh để ý thấy là các bạn cá bảy màu có vẻ cũng rất quan tâm đến thức ăn của rùa. Chúng thường chạy xung quanh và ăn những miếng thịt vụn mà rùa vừa cắn nát ra các em ạ. Anh sẽ tiếp tục cho miếng mồi thứ hai của Punky trong bữa trưa ngày hôm nay, đó là một miếng cánh gà các em nhé. Các em thấy không? Punky ăn rất sạch. Chỉ trong vòng 10 phút thì bạn ấy đã ăn xong một cái đùi và hoàn toàn sạch như thế này. Chỉ còn lại xương thôi các em ạ.
Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một thử thách, đó là cho Punky ăn ở trên cạn các em nhé, xem bạn ấy có thể ăn nhanh như thế không. Thì ra là Punky có thể ăn hoàn toàn trên cạn các em ạ, chẳng cần phải cho vào trong nước, mà bạn ấy vẫn đang xé thức ăn rất là mạnh mẽ. Đầu tiên là cắn miếng mồi, sau đó dùng hai chân để xé. Các em có thấy không? Punky đang xé mồi rất điêu luyện và thành thạo. Anh nghĩ rằng khả năng xé thịt gà của Punky không kém gì so với một người lớn tuổi đâu các em nhé. Có vẻ như là Punky đã no rồi các em ạ. Tuy nhiên thì nếu như anh bóc những phần thịt này ra, anh nghĩ rằng là Punky sẽ vẫn ăn cố đấy các em. Thì ra là cu cậu lười xé thức ăn. Miếng ăn đến miệng rồi mà còn lười, như thế là không được đâu Punky nhé. Các em thấy không? Như vậy là trong vòng 15 phút thì Punky đã ăn hết một cái đùi gà và một phần cánh gà. Bạn ấy đã no rồi các em ạ. Các em có thể nhìn thấy cái Punky sau khi đã no, trắng trẻo và sạch sẽ. Giờ thì chúng ta sẽ cho bạn ấy đi nghỉ nhé. Các em ơi, vậy là trong video ngày hôm nay thì anh Hề đã cùng với các em cho Punky ăn trưa. Và thức ăn của bạn ấy là gì các em còn nhớ không nhỉ? Đó là một miếng đùi gà và một miếng cánh gà. Không phải là ngày nào thì anh cũng cho Punky ăn thịt, bởi vì khẩu phần ăn của Punky thì bao gồm cả các loại rau và các loại thịt. Chủ yếu là các loại rau các em ạ. Hẹn gặp lại các em ở chương trình lần sau. Nhớ ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của anh Hề nhé. Các em có nhìn thấy không? Punky đã quay trở lại bể tắm của bạn ấy, nơi mà bạn ấy cảm thấy thoải mái nhất. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.